Rồi, video mới. Và Lê Văn Sĩ ha. Bây giờ đang chạy lên Lê Văn Sĩ. Đang tìm tới cái nhà thờ Ba Chu. Coi chừng mất xe, xin lỗi xe tầng hầm. Chúa Tiểu Cảnh bên đây. Cái thông bên đây. Rồi hết rồi. Và Noel đứng cầm cái kèn thổi.
thờ thì xây thì cái lối ngộ ha. À. Đấy, nhà thờ đó là 1, 2, 3 xây giống kiểu lai lai rồng, giống như giờ chùa lai chùa rồng ở mấy cái chớp á, mấy cái chớp chớp luôn, mấy con rồng. Rồi trên cao thì mình chỉ học trên cao mới biết được nhà thờ, chứ còn nhìn từ xa mình thấy cái giống như cái tháp chùa. Rồi chắc là hết rồi ha, coi nhìn ra chuông. Rồi chắc có rẻ là đi về 8 giờ 15 rồi về. Về Lê Văn Sĩ này băng qua đâu để về đây. Về chùa Giác Ngạn, trong kia có chùa Giác Ngạn, trên đường Lê Văn Sĩ. À, Lê Văn Sĩ này nó qua Phạm Văn Hai chứ ta? Thì chưa không? Qua rồi chưa cho nên đây là Phạm Văn Hai thôi. Xem coi. Đây Phần Văn Bánh, đi Phần Văn Bánh về ha. Rồi em vào. Chạy tùm lum 8 phút à? Chưa, chạy tới chưa? Đồng hồ xài thẳng Thank you.
các trần thì liệu nè. Dừng video này, mình qua video mới nha.